Chào mừng à, quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. À, thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay thì đánh ra trận đấu sớm của vòng 6 V-League 2023/2024 giữa nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội với một đội bóng mới lên hạng là Quảng Nam. À, đây là cái trận đấu mà câu lạc bộ Công an Hà Nội có cơ hội rất là lớn để mà giành cái chiến thắng đầu tiên tại sân chơi V-League dưới triều đại của huấn luyện viên Go Kyun. Tuy nhiên thì ở trận đấu này, HLV Goikun và các học trò của mình cũng đã làm không tốt cái nhiệm vụ của mình, cho dù được thi đấu trên sân nhà và có quá nhiều những cái lợi thế lớn, các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên thì Câu Hà Nội đã tạo ra một cái thế trận có thể nói rằng là gây thất vọng lớn đối với người hâm mộ. Ở cái mặt trận tấn công thì Câu lạc bộ Quan Hà Nội chưa tìm được cái sự đồng điệu trong cách đá À, những cái pha phối hợp và đặc biệt là những cái đường bóng cuối cùng của công an nội ở một phần ba sân của đối phương vẫn tỏ ra bế tắc và thiếu nhịp điệu vì vậy mà đã không vượt qua được những hàng thủ của bên phía uh, bên phía quảng nam và ngay cả khi mà những cái đường tấn công và những cái đường lên bóng của um, của công an nội đã vượt qua được cái tầm khống chế và vào được tới vòng cấm địa của À, quảng nam và gần tiến gần tới bàn thắng rồi thì các tiền đạo của đội bóng này cũng không tận dụng cơ hội được để mà Xé um, lưới của đối thủ thực sự là rất là đáng tiếc đối với câu lạc bộ hà nội còn ở cái mặt trận phòng ngự thì uh, chúng ta đều thấy rồi từ mùa giải năm ngoái ngay cả khi mùa giải năm ngoái mà công hà nội đã lên ngôi vô địch thì cái hàng thủ của họ cũng không phải là hàng thủ tốt ở v league năm nay mặc dù họ đã bổ sung thêm bùi hồng việt anh nhưng cái khả năng hỗ trợ, cái khả năng phòng ngự và đánh chặn um, hóa giải những tình huống phản công của đối thủ là cái bài toán rất là nan giải đối với công an Hà Nội. Thực sự là uh, Thế theo vẫn bảo lưu cái quan điểm là một đội bóng như công an Hà Nội cần phải có một trung vệ ngoại để mà gánh cái hàng thủ để mà chống những cái đợt lên bóng và phản công nhanh. Chúng ta thấy rằng là những cầu thủ trung vệ hậu vệ nội của công an nội khi gặp những cầu thủ ngoại binh của quảng nam là gặp khó khăn ngay ngay cả khi gặp những cầu thủ có tốc độ như đình bắc cũng khó khăn chứ đừng nói là những cái cầu thủ uh, ngoại binh có thể hình và thể lực nó vượt trội hơn hoàn toàn uh, cũng phải nói rằng ở trận đấu này thì quảng nam đã chơi rất tốt họ đã biết mình biết người huấn luyện viên văn Di sơn đã cho thấy được cái cái tài thao lược của mình ông biết rõ được cái sức mạnh của câu lạc bộ công an nội và trong thực tế thì cái đội hình của huấn luyện viên văn Di sơn có trong tay ấy thì ở trận đấu này mình nghĩ rằng ông chỉ dám đặt mục tiêu là giành à, giành một điểm thôi nhưng mà chứ không dám đặt mục tiêu giành thắng đâu nhưng mà trận đấu ngày hôm nay có những cái thời điểm mà Quảng Nam tiến rất gần chiến thắng tiến rất gần chiến thắng à, có cái sự may mắn và cũng như là à, bên phía Hà nội ấy, là có sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Philip người mới nhập tịch thành công xong còn nếu như hôm nay Philip Nguyễn mà chơi không tốt, Nguyễn Philip mà chơi không tốt ấy, thì Quảng Nam đã có bàn thắng trước rồi, khi đó chưa biết cái cục diện của trận đấu nó sẽ xảy ra như thế nào đâu. Nhưng mà thực tế ở trận đấu ngày hôm nay thì thì mình đánh giá là Quảng Nam đã chơi một trận đấu rất là xuất sắc, xuất sắc nhất so với những cái trận đấu, đấu trước họ đã thể hiện. Nếu như ở những trận đấu trước khi mà họ thua những cái đối thủ cửa trên rất là đáng tiếc và trong một cái cái nỗi mà rất ấm ức đối với các cổ động viên phải khẳng định như vậy những trận thua trước của của Quảng Nam mà họ mắc sai lầm rất là đáng tiếc à, nhưng mà ở trận đấu này thì thì họ đã không không mắc cái những cái sai lầm đáng tiếc đó thậm chí họ còn suýt nữa khiến cho đối thủ ôm hận cơ và với cách đá này của của Quảng Nam thì đừng chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian tới đây thì những cái đội bóng mà gặp đối thủ này là phải dè chừng đấy và tại sao Quảng Nam lại đá tốt được như vậy chúng ta thấy rằng là cái lực lượng của quảng nam mùa giải này mặc dù họ là tân binh nhưng mà như thể thao đã phân tích ở những cái chương trình trước đây thì họ đã chiêu mộ những cầu thủ mà cũng có cái chất lượng tương đối mặc dù là không phải là sao số với lịch nhưng mà rất nhiều cầu thủ mà từ cái lò đào tạo của hà nội fc và những cầu thủ mà không được không được đá chính hà nội fc sau đó chuyển sang đây để thi đấu theo cái dạng cho mượn cũng như là ra đi thì họ cũng đã thể hiện được cái năng lực của mình Đấy. và huấn luyện viên phan sơn là người rất hiểu những cầu thủ này và đã kết nối họ thành một cái thể thống nhất đá phòng ngự phản công rất tốt Đấy. cái khả năng chuyển trạng thái cực kỳ ổn đấy. Nếu như ngày hôm nay mà Quảng Nam mà chắc chiêu cội và tận dụng tốt cơ hội thì uh, khả năng cao là là có chiến thắng. mà đen lắm thì hòa có bàn thắng thôi. đấy, đấy là một cái trận đấu mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà rất thành công và mình nghĩ giá đây là trận đấu thì nó là trận đấu hay nhất của Quảng Nam mùa giải năm nay tính đến thời điểm hiện tại. ngay cả cái chiến thắng ở vòng đấu trước, chứ là tính cũng không hay bằng trận đấu này đâu. thì chúng ta thấy rằng là cái 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 sự kết nối và cái tính tổ chức trong lối đá của quảng nam nó tốt như thế nào và cũng phải nói rằng là huấn luyện viên vẫn chưa tìm ra được lời giải cho cho bài toán cho cái cách chơi của công an hà nội mặc dù là, là chơi kiểm soát bóng thật nhưng mà à, những cái nhịp cuối cùng cái sự đồng điệu và à, của các cầu thủ thì vẫn còn thiếu và đó là cái lý do mà à, chia sẻ với truyền thông trận đấu thì hồ tấn tài cũng đã thừa nhận và nói rằng là nói chung là đội bóng cần phải cải thiện thêm cái khả năng kết liễu đối thủ nữa thì đúng là như vậy nếu như công an hà nội mà cái khả năng kết đối thủ mà tốt hơn nữa thì thì sẽ dễ đá hơn bởi vì à, chúng ta đá tấn công mà đội bóng đá tấn công thì phải có bàn thắng khi đọc có bàn thắng mới dễ đá hơn còn nếu mà khi có bàn thắng gặp những đối thủ mà họ chơi với đội hình lùi sâu thì sẽ rất là khó không thể nào mà khoan được thì với cái trận hòa này không khác gì một trận thua của công hà nội cả vì gặp những cái đội bóng hạng cửa dưới như là quảng nam mà lại không thắng được thì không khác gì một thất bại tuy nhiên thì một kết quả hòa thì mình đánh giá là nó là một kết quả tốt của công an nội ở trận đấu này rồi chứ họ cũng không xứng đáng thắng ở trận đấu này bởi vì họ chơi không tốt hơn đối thủ chỉ có kiểm soát bóng nhiều hơn thôi còn cơ hội thì cũng không nhiều hơn đối thủ mà cơ hội thậm chí là bên phía quảng nam cơ hội còn ngon hơn đấy nếu như quảng nam mà đá tốt thì họ đã thắng rồi thì đây là một cái trận hòa nó sẽ giúp cho công an nội sẽ nhìn ra được thêm những cái điểm yếu của mình để mà khắc phục trong cái thời gian tới đây bởi vì là à, cái khả năng À, tấn công ép đối thủ và đá với những đội cửa dưới của của Công an Hà Nội thực sự bây giờ là là đang có vấn đề đấy, đang có vấn đề. Nếu như mà gặp những đội bóng mà mạnh hơn ở vòng đấu sau đây nữa, ở vòng đấu sau đây khi mà Công an Hà Nội à, đối đầu với với Khánh Hòa nữa thì cũng là một trận đấu khó khăn khi mà Khánh Hòa có lối đá cũng rất khó chịu đá phòng ngự phản công. Đấy và tiếp sau đó nữa ở cái vòng đấu nữa thì thì lại gặp Bình Dương cũng không hề dễ dàng gì đâu đấy nếu như mà hai trận đấu sắp tới đây mà không có được những chiến thắng thì à, cái thành tích của công an Hà Nội sẽ sẽ bị thụt thêm một chút nữa bây giờ họ đang đứng thứ tư với 9 điểm và mình nghĩ rằng sau vòng đấu này thì thì cái vị trí của câu lạc bộ công an Hà Nội khả năng sẽ bị tụt thêm một, thêm một hai bậc nữa khoảng là thứ năm hoặc thứ sáu gì đấy bởi vì những vòng đấu này thì có hải phòng hay là viettel hay là hà nội có cơ hội có được những cái chiến thắng thì chúng ta cùng chờ xem các đội bóng này sẽ thi đấu như nào nhưng mà với cách đá như này thì huấn luyện viên sẽ sẽ phải nhanh chóng xây dựng một um, giúp các học trò thi đấu nhuẩn nhuyễn hơn nữa chứ nếu như mà ở uh, trước khi bây giờ là vòng đấu thứ sáu thứ bảy thứ tám hai vòng đấu nữa là làm V-League sẽ tạm nghỉ để mà nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup rồi thì tới tận tháng 5 sang năm thì mới đá lại cơ thì hai cái trận đấu tối đây là ít nhất sẽ phải có được một chiến thắng không là sẽ gây go này vì tất nhiên là sẽ có một khoảng thời gian dài để ông go ông, ông sẽ 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 xây dựng và lắp ghép đội hình ở khoảng thời gian nghỉ đó nhưng nếu như không giành được kết quả tốt ở hai trận đấu tiếp theo sau đây ở vòng 7 và vòng 8 thì cái cơ hội để mà công an hà nội bảo vệ thành công cái chức vô địch của mình nó cũng sẽ mong manh hơn bởi vì trong cái bối cảnh mà những cái đội bóng như là nam định hay bình dương hay là hà nội FC đang trở lại rất mạnh mẽ đấy Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm và bây giờ họ vẫn đang tạo ra một cách 4 điểm so với Công an Hà Nội thì nếu như hai vòng đấu tới mà Công an Nội không thắng thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn trong cái 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 con đường mà họ bảo vệ chức vô địch của họ nhìn chung thì ở trận đấu này Công an Nội hòa cũng là một kết quả là chấp nhận được thôi chứ họ không xứng đáng thắng và và Nam và Quảng Nam họ xứng đáng giành được một điểm và xin chúc mừng thầy trò bên Văn Sơn và xin chúc mừng đội khách và cũng rất là chỉ buồn với các uh, cổ động viên của công an Hà nội và chúng ta trong ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi những cái trận đấu tiếp theo của vòng đấu thứ sáu và những trận đấu của hà tĩnh với uh, với uh, với bình định đúng không ạ hà tĩnh với bình định này của bình dương với nam định và đặc biệt là của thanh hóa với thành phố hồ chí minh nữa thì chúng ta sẽ cùng chờ các đội bóng này sẽ thi đấu như thế nào và ngày mai thì tuổi thao sẽ live stream uh, sau trận đấu để chúng ta cùng trao đổi với nhau xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video quý vị và các bạn có đánh giá gì về màn diễn của công an hà nội cũng như là cá nhân quang hải hay là philip nguyễn thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận còn thể thao thì cho rằng philip nguyễn ở trận đấu này đá rất hay và đang ghi điểm rất mạnh mẽ trong mắt huấn luyện viên philip chuzier đấy xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh youtube thuật thể thao xin chào